Vui thế. Ơi mày, ui cái gì vậy? Ui zombie mà có biết chọi nữa hả? Ui zombie, anh ấy chọn đường cho mày chứ. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox To Who's Remain. Những người còn sống sót cuối cùng trên cái trái đất này thì mình là một trong những người đó. Thì nhiệm vụ của mình sẽ là sinh tồn, nói chung là sẽ là sinh tồn thôi. Cả cái thành phố, cả cái hành tinh này đều là bọn zombie hết rồi. Nó cỡ cỡ như cái phim The Walking Dead ấy. À. Ok, và trời, chuẩn bị rồi, vô trận luôn. Hiện tại bây giờ đang là quay thứ hai nè. Ôi sao mà nó chuột gì mà nó nhảy dưới trời. Mình nhớ mình chỉnh là chuột rồi mà không hiểu sao chuột nó vẫn còn nhảy dễ sợ. Ok, và mới vô nó cho mình một cái cây súng hai viên. Súng hai viên bắn gì trời chả biết nữa, khổ thật chứ. Ôi một cái áo giáp. Ok, một cái kẽm gai, một cái lon, một cái soda. Và bây giờ là mình sẽ đứng xung quanh ngay chỗ này hết. Tại vì bây giờ game này khá là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Và 5 phút để mình sinh tồn khỏi bọn, khỏi một đám zombie. Nó một đám chứ một nồi luôn, một quá trời zombie luôn. Nên là mình không biết mình sẽ sống sót như thế nào đây. Hiện tại bây giờ mình đang ở trong một cái doanh trại. Ồ, game này đi như thật đấy mọi người. Ôi trái bơm nè. Ok, đã lượm được nét rồi. Hiện tại bây giờ mình đang vẫn chưa thấy một con zombie nào hết. Nghĩ sao nó cho mình cái súng chút xíu trời. Súng gì mà có 32 viên mà được 2 viên cho băng đạn hết. Súng sực gân này ít quá. Sực gân theo kiểu là sực gân súng lục nè. Đó. Ủa mà sao vẫn chưa thấy zombie nào chơi vậy? What the hell? Oh. À, zombie xuống bên kia. No. Ok, giết được một đứa rồi. Ôi giời đất ơi, nó kêu tiếng nghe kinh khủng dễ sợ luôn. Wow, bên này một đống, bên này hai đứa nữa nè. Chắc mình lấy súng lục rồi mình bắn đi. Để dành cái kia cũng được, để dành đạn. Chứ còn ôi, nó không cho mình nhảy ra khỏi chỗ này luôn mới ghê chứ. Vãi zombie nó còn chui vô được mà mình không chui ra được. Đùa chắc. Ok, game này đẹp ghê mọi người. Người nào làm ra game này cực kỳ đẹp luôn. Vô đây. Ôi bắn mà phải cách hít sọn nó mới dễ nha, nó mới chết nha. Ôi hít sọn một phát là nó mất đầu liền luôn nè. Wow, ghê chứ. Như thật đấy. Ôi giời đất ơi, bên kia sao nhiều thế. Thôi bây giờ mình sẽ bấm phím F. Nó nói là bấm phím F. À, ở đây có đạn nè. Với lại cái gì nó cắt. Ôi, cái gì vậy? Hú hồn chim én. No, bên kia đông quá. Ok, yes. Nói chung là mình sẽ phải đặt cái kiểm gai ngay chỗ này một cái. Cứ chưa đặt kiểm gai, bắn nó thanh niên, bắn nó. Bái chữ thanh niên, không luôn. Cần cô chưa kịp đặt kiểm gai nữa mà. Ok, có cái kiểm gai rồi. Trời ơi, đặt cái kiểm gai mà đặt ngay chỗ này thì nó cũng hơi sai trái một tí nhưng mà... Ôi, sau lưng kìa. Ok, hit shot liền. May ha bưởi. Ôi ôi, bọn zombie mà nó... Ôi bọn quân đội nó cũng biến thành zombie luôn rồi. Ôi quân đội xuất thủ ghê, cái hàng chi cả thế giới này biến thành zombie đúng rồi. Quân đội là xuất thủ hết. Ông nội của đang bắn mà thanh niên này cứ đứng nhảy vào đầu không à, làm sao mà cắn được. Ok. Vừa bắn mà vừa phải ngó sau lưng nữa chứ. No. Chết đây, không đùa đâu. Chết đây, không đùa đâu, cứu thanh niên này liền. Ok. Ôi má gì, ôi zombie mắc đúng sấy luôn. Zombie này ghê thật chứ. Ôi khi mà mình bắn hết sọt là mình sẽ được thưởng bonus thêm. Ôi máu văng tung tóe như đúng rồi ấy. Mày hả bưởi, chưa chết luôn, nani. Hết đạn rồi, trời ơi nát sọ chưa nát sọ. Khi mà nó chết phát là con mắt nó tắt nắng liền. Ra đây cung, trời đùa. Ok, mình phải lượm thêm đạn thôi chứ nhiêu đây đạn là thấy không đủ rồi. Mình phải đặt thêm một cái. Ủa? À ok, mình sẽ đặt cái ngay chỗ này.
Rồi có đạn không? Hết đạn rồi. Ok, có đạn luôn. Yes. Ôi giời đất ơi, sao chỗ này nhiều thế? Ui thôi 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 thôi. Vô đây. Còn chứ còn hết rồi, đấu ông hết cái kiểm tra luôn rồi. Vô đây. Còn ai nữa? Vô đây. Ôi, mình không biết là đứng trong này nó có sai lầm không nữa, tại vì ôi giời đất ơi, bọn zombie này vô kinh quá. Vô đây. Trời ơi, sống sót. Chỉ còn như đây người sống sót thôi, không biết thằng Bami nó còn sống sót không nữa. Hiện tại bây giờ là mình không thấy Bami đâu hết. Có máu nè. Ok, mình sẽ để dành đó. Mày vô đây. Trời ơi, giáp mình có rồi nên mình không cần nữa. Để đó cho những người khác. Trời ơi, zombie nó đi ngang qua máu tung tóe luôn. Quay. Thôi. Hú hồn, Bami hồi nào tôi không biết luôn. Chưa về là hết được 4 phút mấy thời gian rồi. Cái map này nó thôi được, bớt la đi. Trời ơi là trời, bớt la giùm cái. La cái quýu chân thiệt tình. Đó, bây giờ là mình sẽ đợi vô trận thôi. Nãy giờ mình mới kiếm được có 2.000 mốt tiền à. Mình mới kiếm được có 2.000 mốt tiền thôi. Ok, đã vô được cái quay thứ 3 rồi. Hiện tại giờ nó đang đẩy mình ra một cái nó đẩy mình ra ngay gần cái xe mới ghê chứ, nó không cho mình vô gần cái căn nhà luôn. Nên là bây giờ mình chắc mình phải đi tập trung mọi người lại. Bây giờ mình không biết là những người kia đang ở đâu nữa. Ok, thấy được một người rồi. Sự trời vẫn sáng mà không hiểu là sao bọn zombie nó manh động dữ hả? Manh động thiệt luôn á chứ. Mỗi trận là mất hết 5 phút để mà sinh tồn. Mà trước đây bây giờ là mình phải trên đây có cầu thang nè. Ngon dream. Này là pendet, là pendet thì mình vẫn còn máu nên là mình sẽ không cần lắm. Cứ từ từ. Mình có thể đứng lên trên này được. Yes. Mà trước tiên là mình sẽ phải đặt cái bơm không ta? Có nên không? Mình sẽ đặt cái bơm ngay chỗ này đi. Đó, đúng rồi. Rồi mình sẽ đặt cái này ngay chỗ này luôn. Đó, chính xác liền. Hai cái luôn. Chắc trời, nó đi ngang qua là nó cũng phải dính thôi. Thêm một cái nữa nè. Thêm một cái nữa là chắc là mình sẽ để ở đây đi. Và một cái ở đây nữa. Nhà kho. Ôi, chúng mới nó tới rồi. Trời, đậu phộng hết hồn. Hú, hồn chi mén chưa. Wow. Hú hồn. Trời ơi, bọn zombie nó vô đây rồi. Ok, hay quá. Một thẹo nha con. Lên đây. Lên đây, tắt nắng liền. Quay. Bảy rồi, hồn chim yến. Đừng có cầm gãy, trời ơi. Nhưng này sao chơi cầm gãy. Ok. Chết rồi, bây giờ ở đây chỉ có hai thằng thôi. Hai thằng thì làm ăn gì được. Mày hả bưởi. Trời ơi, khiếp thật chứ, mấy bọn zombie này khiếp thật. Vô đây. Quay, anh siêu quang, kinh lắm nè, đó. Ui, chỗ này có bơm. Ok, mình sẽ đặt một cái bơm như chỗ này và mình sẽ... Đó. Ok, trời ơi, thiệt tình chứ, mất nữa rồi, đậu phòng. Nó có cái kiểm gai ở chỗ này nè. Bây giờ là mình sẽ đặt thêm kiểm gai thôi chứ như đây thấy không đủ lắm. Kiểm gai nè, một cái. Thêm một cái nữa. Ui, anh ơi, từ từ. Wow. Nào, ai giờ thanh niên này sắp chết rồi. No. Khi mà có người chết đó thì mình vẫn có thể cứu họ được bằng cách là mình sẽ sử dụng cái máy trợ tim ấy. Những ai mà chơi Left 4 Dead là sẽ biết cái máy trợ tim đó liền. Đó, có người chết là chỉ cần dùng máy trợ tim nó bật lên, nhưng mà cũng hơi xui lắm. Nói chung là khả năng sống là 50-50 thôi. Chết nè, chết bây giờ. Trời ơi, đừng có đùa. Đi lên gái, lên. Zombie này nó biết chạy nha, chứ thôi là nó không biết chạy được. Còn có 2 phút lận, cố lên. Ôi, hên quá. Ôi, man.
Oh man, yes, giết được rồi, được 2000 mấy triệu rồi. Quay, cái gì đông vậy? Đông vậy mình không quá. Trời ơi, thú hồn chi mấy. Chả lụa, đậu phộng, mày làm tao mất máu rồi. Quỷ có hồn, thắc bính. Ôi ôi, thiệt tình chứ. Bây giờ mình phải đi lụm thêm máu, cái mình hết máu, hết đạn rồi. Ở đâu có máu, ở đâu có đạn trời, ở đâu có máu, ở đâu có đạn. Sao toàn máu không vậy đạn đâu? Quê đạn, sao toàn máu không vậy? Hết đạn rồi. No, bây giờ đi vô chỗ này thì thấy nó hơi sai, cái là bây giờ là mình không còn cái gì vậy trời. Nó ra vô. Ôi, đùa mà không có gì đâu. Trời ơi, em đùa anh thôi. Giỡn hoài. Trời ơi, mất cái đầu luôn nè mọi người. Trời ơi, gớm không? Gớm. Còn đúng 7 viên đạn à, làm sao đây ta? Làm sao mà sống sót được? Mày hả bưởi dám à? Cắn bậy hả? Ở bên này cắn bậy là chỉ có chết thôi. Cắn bậy hả bưởi, một phát là double kill liền. Còn thằng nào nữa? Ra đây, tập trung luôn nè, tập trung đông đủ nè. Hết đạn. Yeah. Và cuối cùng cũng win rồi. Ê, một người chết. Trời ơi, không, 4 người chết lận chứ phải 1 người chết nữa. Cái gì tới 8 người lận mà chưa gì hết, chết hết, còn có 4 người còn sống thôi đó. Wow, cố lên. À, thôi mình chưa kịp mua cái nó vô trận luôn rồi, thôi mặc kệ nó đi. Bây giờ mình phải sinh tồn thêm một lần nữa. Quay này là quay thứ 3 rồi đó, bây giờ mình phải đi lượm đồ trước. Ồ, có cây kẽm gai nè, ok. Một cái. Rồi mình phải cần kiếm thêm cái gì nữa ta? Ô, sao đây trong này bandage nhiều thế? Ồ. Ok, vậy là mình nghĩ là mình nên ở trong cái nhà này thì nó sẽ tốt hơn. À. Một cái nè. Đấy. Hai cái nè. Ok. Rồi, nó xuất hiện rồi mọi người. Trời, nó xuất hiện ngay kế bên nhà mình luôn mới ghê chứ, thiệt tình. Wow, no, sao không ai đây vậy? Vô đây. Ui, thú hồn chi miếng. Wow, hết đường ra rồi, hết đường chạy rồi. Sao không ai ở đây vậy? Sao không ai ở đây với tôi vậy? No, còn đường nào để chạy không? Chết rồi, đường này ra không được. Đường này ra được nè, ok. Ồ, nó bị kẹt rồi. Mày hà bưởi, tao không đùa với mày nữa. Vô đây. Vô đây, trời, một phát là double kill liền. Ôi, trời, nó bắt đội. Mày hà bưởi. Ôi, còn sống nhăn răng hả? Tưởng chết rồi chứ. Ôi. Trời ơi, sao mà bắn một phát một mà mất hết hai cái như đạn vậy? Mày hả bưởi, vô đây. Hả, con gái có râu. Quỷ zombie có râu. Ôi, zombie nữ mà có râu luôn mới ghê chứ. Giới tính là không xác định luôn rồi đó. Vô đây. Ta sẽ cho mày tắt nắng liền. Que. Bên kia có người. Hai người luôn. Ok, bây giờ mình phải chạy qua kia để hỗ trợ. Nhiều đấy, đông vui đấy. Cố lên. Tắt nắng nha con. Từ từ nha anh ấy. Trời ơi là trời, có đạn liền. Ok. Ôi, gài đạn lâu quá, không được rồi. Gài đạn lâu quá. Ok, cứu bồ thành công rồi. Ơi, thanh niên này bị bắt rồi. Mày hả bưởi, yes. Ôi, bây giờ nó chơi tới cơ động luôn kìa, mặc giáp đầy đủ luôn. Rồi. Khiếp vậy. Vô đây. Ok, hit shot liền. Hit shot là được bonus thêm nữa chứ. Mày hả bưởi. Ôi, tại sao lúc hết đạn tới lúc mà có nguyên anh quân.
Anh bộ đội trong này, anh trong quân đội gì thì tin chứ. Wow. Ơi sau lưng chưa gái. Trời gái này ẩu quá nha, gái này không để ý gì hết trơn á. Thì tin. Để bọn zombie đứng kế bên nó bắn. Mày hả bưởi, mày hả bưởi. Ôi ơi, tôi hết đạn rồi, tôi hết đạn rồi, còn có một phút ấy. Uầy, 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 bậy rồi, bậy rồi. Sao mà chơi đông vui thế, ơi. Mày, ui cái gì vậy. Ui zombie mà có biết chọi nữa hả. Ui zombie, ơi, anh ấy, chọn đường cho mày, chết cha. Trời ơi, cái gì zombie biết chọi luôn hả. Rồi, tôi tắt nắng rồi, bây giờ mấy ảnh không tắt nắng nữa mà là tôi tắt nắng. Chạy. Biết chạy đi đâu kiếm để tìm lại đi chơi. Đồ còn mấy người còn sống vậy. Ôi da đông vui quá không chịu nổi rồi. Bây giờ mình còn cái gì nữa ta. Chết rồi, mình còn có mỗi cái sắt này thôi. Cái sắt này làm ăn gì được. Có đạn không, Quê. Có soda cũng được. Soda thì nó chạy nhanh hơn chút. Vô đây. Hết đạn rồi. Đậu phộng. Còn 40 giây lận. Bây giờ mình đang cần phải mình đang cần tìm. Ok, có kiểm gai làm được cái gì. Có pendet nè. Ok, có pendet là được rồi. Ui. Ôi, hết đạn. Hết đạn. Đậu phộng. Sao hết đạn. Ui. Hồn chí mấy. Đậu phộng. Hết hồn. Trời ơi, bọn âm. Đào tìm vãi chữa. Chết mày nha con. Ê, đau, không đùa đâu. Yes. Win ơi, còn đúng có hai thằng còn sống thôi đó. Trời đất ơi, cái game gì mà nó thốn dữ vậy. Ê, rồi thì ok thì mình sẽ dừng video này ở đây thôi. Thì nếu như bạn nào thích video này, đừng quên bấm lại cho mình một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình và comment ở phía dưới nếu như bạn nào thích video này nha. Bye bye.